một cái cục sô cô la hình con gà và một cái thanh sô cô la con gấu nè. Thôi của mình là cái hộp này là 88 ngàn, mà cũng không lên cái này là 40, còn cái này là 42, là cũng là 82, còn mình là 88 hộp luôn. 82 với 4 lần 82 với 88 mình sẽ mở ra hết đấu nha. Mình sẽ đấu một chút. Ủa mình coi cá mình đấu hết luôn chắc. Này vừa ngon, cái này vừa thơm, cái này vừa thơm. Không có đâu, cái đó là chỉ là sô cô la min thôi. Cái bạn ơi mình lấy ra nè, còn cái miếng này mình sẽ để trong hành đi, cái này mình ăn. Đó, trời ơi, cái này có sốt ở dưới nè. Nguyên một cái thanh luôn. Wow, rất ngon. Wow, đây là cái chân. Cái chân này rất vô. Này có 28 miếng quá trời luôn. Ồ. Nè. 42 ngàn. Mắc quá. Cái mình sẽ mở này làm ăn nha, mới ngon nè. Nó này siêu cực kỳ ngon luôn. Đây. Chưa. Chắc ở trên này là min, ở giữa là sô-cô-la, còn ở dưới này cũng là min luôn. Ngon quá các bạn ơi. Này nó có hai loại đúng không? Một loại là sô cô la ở trên, min ở giữa. Còn cái này là min ở trên, sô cô la ở giữa. Ngon quá nè. Wow. Cô chị có sốt không? Có em có sốt gì? Sốt caramel đúng không? Nó này nó dễ chảy lắm nha. Cái này chị có chảy là sô cô la ngon. Ngon nữa nè. Cái này siêu cực. Cái sô cô la min này cái chị luôn. Cái này chắc chắn là ngon hơn cái con đấu sô cô la ngon ngon. Còn thì ngon hơn nè, ngon có bạch hà nè, có hình thích. Nhưng mà có em, có hình đẹp nè. Hình đẹp rất quan trọng. Ăn xong cũng hết mà. Nhưng mà miệng nó đẹp nó ngon. Và em có sốt nè. Còn có gì có nhiều là có thể ăn cái thứ luôn ngon nhiều không? Đợi xúc răng. Không ăn xúc răng á. Bạch hà cũng xúc răng. Nhưng mà chả nghe thì sẽ bị trúng. Thôi nên ăn em miếng, còn thôi nên cũng bị súng á. Ui dạ đi. Gà của mình ăn gà thì nó xíu 42 ngàn. Wow. Quá là ma. 88 ngàn, 82 ngàn. Cái gì lớn, chút xíu à. Các bạn ơi, các bạn đã ăn miếng này chưa? Và các bạn đã ăn rồi, hãy thăm mình coi các bạn thích cái nào hơn nha. Wow. Con gì ghê vậy? Gà. Con gà bị chảy rồi các bạn ơi, nó bị lỏng nè. Ủa sao là con gà vậy? Con gà gì ghê vậy? Gà. Các bạn còn nhớ cái tủ đồ chị nè, bỏ nhiều đây luôn, hết hai cục rồi để chơi.